Vâng, xin trân trọng chào mừng và chào đón tất cả các bác và anh em trên mọi miền Tổ quốc đến đây Thiên Nguyễn Auto Hải Dương. Kính thưa các bác, hôm nay thì là ngày đầu tuần thứ hai, thời tiết ở Bắc Bộ cũng mát và không có nắng, đặc biệt cũng không có mưa các bác nhé. Và hôm nay thì trung tâm cũng xin phép được giới thiệu các bác và anh em một con radio quân đội hết sức là nổi tiếng. Và con này là một trong những con cũng rất nhiều các bác săn tìm với cái tính tiện dụng cũng như là tính mỹ thuật của nó. Đó là một trong những con rất xứng đáng để cho các bác sưu tập. Đó là con gì đây? Xin lỗi các bác đây. Vâng, trước mắt các bác thì đây là một trong những con tôi đang muốn giới thiệu. Đó là một con đến từ tập đoàn Toshiba. Em này là một trong những con tại sao lại rất xứng đáng sưu tập và rất tiện dụng. Hai cái đó tôi đưa ra tại sao là như vậy. Đầu tiên thì các bác để ý tinh. Em này là sử dụng hai màn hình. Các bác nhìn tinh ạ. Hai màn hình sóng và hai sóng riêng biệt. Tức là con này sử dụng hai tụ xoay chỉnh riêng biệt, đó là bên AM riêng và bên FM riêng. FM của nó là full 108 các bác nhé, AM và sóng ngắn một bên. Đấy là cái đặc trưng của nó. Cho nên tại sao tôi nói nó tiện dụng, tức là các bác có thể đang chạy AM, các bác bật về FM đúng vào cái kênh nào các bác đang để, các bác không phải vặn sóng một cái gì luôn. Đây là cái tính chất tiện dụng của sản phẩm. Đó là con RP770 các bác nhé. Đây các bác này, tôi sẽ quay rất chi tiết để các bác sẽ thấy được cái sản phẩm nó đẹp này. Đây ạ, toàn bộ phần mặt rất đẹp luôn. Đây ạ, RP770 các bác nhé, 770F. Em này thì còn toàn phần hết các bác nhé, anten zin. Dây con này cũng là dây zin của nó luôn các bác nhé. Dây nó quá chết luôn các bác này. Có những đời nó làm rất buồn cười. Đây, dây to quá chết luôn. Đây các bác này, đây là model của sản phẩm cũng sơ zin đấy. Sơ zin của nó thì nó ở phía dưới. Đó, Toshiba RP770, hàng made in Japan các bác nhé, Japan. Em này thì chạy được cả điện, con này rất hay là chạy được điện các bác nhé. Cũng rất ít con quân đội như này mà chạy điện, con này chạy điện 100V. Đấy, và ngoài chạy điện ra thì em nó chạy được cả pin. Con này chạy 4 quả pin các bác nhé, 4 quả pin. Cái số gì của nó thì tôi còn chưa biết nó nằm ở chỗ nào. Đây, tôi tìm các bác xem con ra. Đây, số gì ở đây các bác này. Đấy, 0145 các bác nhé, chạy 4 quả pin size C và chạy 100V AC. Các bác có thể chạy mua cái đổi nguồn các bác chạy luôn, tất cả còn zin hết các bác nhé. Ốc của nó sáng quắc luôn, ốc rất đẹp luôn, zin toàn phần các bác nhé. Đây các bác này, rất mới, là những con đài giữ được như này là cực kỳ mới. Đây các cái đường giao tiếp của nó đây các bác này. Đấy, nó có cả các cái đường aux in luôn. Và các cái ổ nó còn trắng phau, rất đẹp luôn. Ok, về hình thức con này thì tôi đánh giá là một trong những con hết sức là đẹp, đẹp, tiện dụng. Và âm thanh con này rất hay, bởi vì tại sao con này sử dụng loa bát toàn giải và sóng cực khỏe các bác nhé. Tôi sẽ không cần kéo anten, các bác để ý tính anten tôi chỉ gấp lên thôi, không kéo lên. Anten cái này dài lắm, anten cái này dài hàng mét nữa, rất dài. Đấy, nhưng tôi chỉ kéo này thôi nhưng đã bắt được full sóng luôn rồi. Thì nó là một trong dòng đài quân đội khỏe. Đây các bác này, đầu tiên là mở nguồn này các bác này. Điểm giao cắt lưu thông chậm chạp, phía khu vực trung kính Ngũ Phạm Hàm vẫn đang xung đột giao thông. Rồi lộ trình ngã tư Sở các bạn đi lại thế nào rồi? Phía Trần Cung Hoàng Quốc Việt có còn khó không? Hãy cập nhật cùng với giao thông cả đường Nguyễn Trang, cầu Yên Hòa, đê cầu Hồ, đường Tôn Thất Tùng, khu vực Nguyễn Chí Thanh, Huỳnh Thúc Kháng, Hoàng Công. Diện tích 250 ha. Và EGA của xã Chư Nư được cấp đất sản xuất, tổng diện tích 150 ha. Theo ông Nguyễn Đăng Cai, Phó trưởng phòng dân tộc huyện EGA, ban đầu dự án không đạt hiệu quả như kỳ vọng do thiếu nước tưới, thiếu giao thông. Theo những cái bình văn học Bú Nho, đó cũng là giá trị đẹp của ca sao cổ dân tộc ta. Cũng không phải là tỷ đô xa, khi mà chúng ta vào chúng ta cũng thấy những cách ứng xử mặt bằng vừa làm phát huy hiệu quả khi đạt năng suất cao và luôn ổn định. Con này đang chạy pin các bác nhé. Cho biết cánh đồng 132 là nói là các nhà tiếp tục được thêm thành cánh đồng đẹp thuận lợi cho đại diện đến từ Hàn Quốc New Jeans đã thành công trong việc sử dụng âm nhạc và hòa âm diệu kỳ để khắc họa đầy những xúc cảm rung động trong tình yêu đầu tiên, là sự hồi tưởng lại những khoảnh khắc hoàng kim nhất của IMV thập niên 90
và mang đến sức hấp dẫn của thế kỷ 21. OMG là một bài hát pop nguyên sơ với giai điệu tươi sáng rực rỡ. Tiếng rất to các bác nhé, con này tiếng to lắm ạ. Đặc biệt là tiếng rất là to. Nên là tại sao là tiếng nó rất là to lý do thế. Đây tôi sẽ thử sang cái phần băng sóng. Đây là FM rồi các bác nhé, FM 8 luôn nhá. Đây là các bác nhìn vào FM 8 này. 6.8 này, đây là FM. Đây là cuối cùng đấy. Đây, băng sóng AM này. Là hai tài năng trẻ tiền đạo Vũ Thị Hoa và hậu vệ Nguyễn Thị Thùy Linh. Trước đó trong trận giao hữu với đội bóng đến từ trường đại học. Đây là sóng chung các bạn, là sóng ngắn đây này. Đấy, bắt bình thường các bạn nhé. Đây các bác đang để sóng ngắn này, các bác bật về FM này. FM đây này. Đây này. Đó. Đấy, FM luôn. Quý vị và các bạn thân mến, chiếc cá nữ Việt Nam hạng 34 thế giới nằm ở bảng D đó, cùng tuyển nữ Nhật Bản hạng 8, Nepal ở chức vô địch là tuyển nữ Nhật. Cái con này thì nó có cái đặc trưng là các bác không phải chỉnh sóng nhiều bởi vì nó là hai tụ xoay riêng biệt. Rất là hay. Và trên này có cả chỉnh check bát luôn các bác này. Đây này. To nhỏ này, có cả check bát luôn các bác nhé. Đấy. Check bát luôn. Rất rõ ràng luôn. Low lớt tức là cái lút kích bát này. Đấy, rất là hay. Cho nên con này tôi đánh giá là để nó chạy trong các cái dòng quân đội thì con này là một trong những con khá hoàn hảo. Gọn gàng, xinh xắn và hai sóng riêng biệt. Thực ra rất nhiều các bác thích những dòng hai sóng riêng biệt bởi vì là nó không ảnh hưởng như các bác đang nghe một cái đài nào của FM mà các bác muốn lại nghe sang cái băng AM thì mình không phải chỉnh, mất thời gian chỉnh lại nữa. Đấy là cái rất hay. Các bác lưu ý nhé. Hy vọng giành được huy chương vàng tại ASEAN 19 được đặt vào nội dung 4 người. Tuy nhiên, theo nhận định của ông Lê Thanh Sơn, phụ trách môn cầu mây, cục thể dục thể thao, các vận động viên của chúng ta sẽ phải đối mặt với nhiều đối thủ mạnh. Không chỉ riêng Thái Lan mà những nước như là Myanmar, Indonesia đang đậm ở chúng ta. Cái cơ hội là 50-50. Đây là cái đặc trưng hay của nó các bác nhé. Vào ngày 23 tháng 9, Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN lần thứ 19 sẽ chính thức khai mạc tại Hàng Châu. Trung tâm khai mạc tại Hàng Châu, Trung Quốc. Hôm nay, trung tâm báo chí của đại hội chính thức đi vào hoạt động. Sóng rất nét các bác nhé. Không tan trong biển lớn, về đâu mây trắng lang thang chiều mưa. Đấy, các bác muốn sang băng AM này. Đấy, đây sóng ngắn này. Rất hay. Còn đây là sóng chung của các bác này. Sóng chung đây. Đã hạ lá cô nàng thấp xuống một cách thê thảm. Anh về bán cái nồi sang, bán đôi đũa bếp cưới nàng. Về đâu mùa thu cuối trời, tin trong thơ tình yêu. Đó vẫn chưa ăn thua gì so với những câu sắp sửa phân tích sau đây. Em phút hay thương người. Còn cô hát từ tiền hồ. Hai đối thủ còn lại của Hà Nội ở bảng G là Vũ Hán Thri Thao mà thâm sâu và Red Diamond của Nhật Bản. Huấn luyện đó rất là hay các bác thấy không? Đấy là những cái con rất xứng đáng để sưu tầm. Tại sao nó như vậy? Bởi vì con này sử dụng hai tụ xoay riêng biệt và hai màn hình riêng biệt các bác nhá. Thì đây là một trong những con rất xứng đáng sưu tầm. Đó là con Toshiba có model là ZP770F. Con này trên kênh cũng đã bán rất là nhiều rồi. Thì bác nào quan tâm những sản phẩm này thì các bác liên hệ nhé. Đây là một trong những con rất xứng đáng để các bác sưu tập những cái dòng đài quân đội như thế này bởi vì là nó rất tiện dụng trong vấn đề sử dụng và nó lại là một trong những con có hình thức rất là đẹp, rất cân đối luôn. Các bác nhìn thấy không, hai màn hình sóng đồng hồ ở giữa và hai cái nút tinh chỉnh sóng rất là đẹp luôn.
Rồi, xin chân thành cảm ơn tất cả các bác theo dõi video. Xin chào bác và hẹn gặp lại các bác video tiếp theo nhé.